Hôm nay mình đã tìm ra một bạn may mắn ở trong Discord để tham gia và trả lời nhận thưởng trong video này. Và KQH, em đã sẵn sàng để trả lời nhận thưởng từ anh chưa? Em sẵn sàng rồi anh ơi. Câu hỏi đầu tiên, em đã trở thành khách hàng trên shop của anh chưa? Em vừa mới đang đâm ra Zoro Mini luôn anh ơi. Ôi ghê đấy. Vậy thì anh sẽ tặng cho em trái đầu tiên, đó chính là trái Poto. Em cảm ơn anh. Rồi câu hỏi tiếp theo, đố em biết trái Leopard màu gì? Dạ thưa anh là trái Leopard có màu cam anh ơi. Rồi một câu trả lời cực kỳ là chính xác. Nên là bây giờ anh sẽ tặng cho em thêm một trái Leopard nữa. Và chúc em chơi game vui vẻ nha. Ôi em cảm ơn anh. Mọi người hãy ghé shop của Cá Quân để hưởng ưu đãi lên đến 90% nha.